tại sao chúng ta lại quá khắt khe với người thân mà lại dễ dàng với người lạ. Đừng để cuối cuộc đời phải ân hận bạn nhé. Đôi khi những người mà ta yêu thương nhất có thể lại vô tình lại làm tổn thương ta nhiều nhất. Và ngược lại, đôi khi người mà chúng ta làm tổn thương nhiều nhất lại chính là người yêu thương ta nhất. Vợ làm tổn thương chồng, chồng làm tổn thương vợ, dù từng yêu thương mặn nồng. Cha mẹ làm tổn thương con cái làm tổn thương cha mẹ, dù cùng một gia đình. Nhân viên làm tổn thương sếp, sếp làm tổn thương nhân viên, dù cùng đồng chí, đồng đội. Có những người từng rất yêu thương nhau, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhìn nổi mặt nhau. Lẽ dĩ nhiên có những mối quan hệ trong xã hội theo kiểu hợp tác hợp đồng. Khi không thuận mua vừa bán, làm ăn không hợp thì chúng ta có thể cắt đứt một cách dễ dàng. Trong tình yêu, nếu không hợp nhau cũng có thể đường ai nấy đi. Tình cảm rồi cũng sẽ phôi pha theo thời gian. Thế nhưng có những mối quan hệ đặc biệt hơn như vợ chồng hay gia đình máu mủ ruột thịt. Đâu thể nào thích cắt đứt là cắt đứt. Trong video này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn tâm lý về xu hướng tâm lý trong hành vi con người. Đó là chúng ta có khuynh hướng đối xử tốt hơn với người lạ và đối xử tệ hơn với người thương. Sau khi bạn đã hiểu được về hiện tượng tâm lý này, bạn cần học cách điều chỉnh hành vi của mình trong giao tiếp với người thân và học cách phản ứng tích cực khi bị người thân làm tổn thương. Vì sao ta thường đối xử tệ với những người mình yêu thương nhất? Trái với quan niệm thông thường rằng sự thân thuộc làm nảy sinh thái độ coi thường, thực chất nguyên nhân là vì bên cạnh việc trân trọng những đức tính tốt, ta còn phải chịu đựng những điểm mình vốn luôn không thích của đối phương, mà khả năng chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Chẳng hạn khi chung sống với nhau trong một thời gian dài, ai cũng sẽ khó chịu về những điểm không tốt của đối phương. Là con người, ai cũng có những điểm không hoàn hảo. Tuy nhiên, với người xa lạ, do chúng ta ít gặp và ít chung sống bên nhau, chính vì vậy mà chúng ta dễ dàng bỏ qua những điểm vụn vặt. Một mối quan hệ gần gũi thì ngược lại, những thứ vụn vặt, những thói quen xấu, những điểm không hài lòng tích tụ lâu dần sẽ trở thành một sự khó chịu. Khi sự khó chịu này vượt quá ngưỡng chịu đựng, lúc đó giọt nước tràn ly, chúng ta sẽ không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc. Kéo theo đó là những hành vi đối xử tệ bạc với nhau, chẳng hạn giận dỗi, cãi vã, mắng chửi, vân vân. Hơn nữa, có một thực tế là nỗi đau thường khiến ta chú ý nhiều hơn là niềm vui. Đối với những người xa lạ, chúng ta không dễ dàng đối xử tệ bạc với họ bởi vì phép lịch sự. Chúng ta sẽ giữ ý và kiềm chế hành vi. Ngược lại, đối với những người gần gũi, quen thuộc, chúng ta không ngại nói thẳng, xả thẳng cảm xúc. Chính vì thế, những nỗi đau dần chạm vào nhau, khiến chúng khắc sâu và tổn thương nhiều hơn so với những niềm vui mang lại cho nhau. 10 niềm vui mà ta mang lại cho nhau đôi khi không thể bù được một nỗi đau hai người gây ra cho nhau. Sống chung với các mối quan hệ chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, cuộc sống vốn không khó, đôi khi là do con người làm khó nhau mà thôi. Chính vì thế, là một người thấu hiểu tâm lý, đừng lựa chọn đổ lỗi hay than phiền. Cách tốt nhất là chúng ta hãy chấp nhận và tìm ra giải pháp, bởi lẽ đó là vấn đề mà ai cũng sẽ gặp phải. Con người ta thường có khuynh hướng tâm lý cỏ hàng xóm xanh hơn cỏ nhà mình, tức nghĩ rằng bãi cỏ bên kia hàng rào sẽ xanh hơn. Họ tin rằng cuộc sống của gia đình khác sẽ hạnh phúc hơn cuộc sống của họ.
Nhưng sự thật thì ai cũng có vấn đề của mình. Né tránh vấn đề không bao giờ là cách giải quyết tốt. Thay vào đó, hãy đối mặt và vận dụng những hiểu biết tâm lý để tìm ra giải pháp gỡ rối vấn đề. Tất nhiên, ta thực lòng muốn đối xử tốt với những người mà ta yêu thương và thường cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã đối xử tệ với họ. Vì thế, nếu như ta không bất mãn với bạn đời đến mức muốn ly hôn, không bất mãn với con cái đến nỗi muốn tống cổ nó đi cho khuất mắt, không bất mãn với cha mẹ đến mức muốn cắt đứt liên lạc với họ, thì ta nên làm gì đây? Có 3 phương pháp. 1. Tạm gạt người đó ra khỏi cuộc sống của bạn. Mục tiêu ở đây là nhằm tạo ra cảm giác vô cùng trân trọng. Và bạn có để ý không? Ta thường thấy trân trọng một điều gì đó nhất khi đứng trước nguy cơ đánh mất nó. Nghiên cứu cho thấy mọi người đều có thể tưởng tượng ra việc bị mất đi ai đó trong đời. Và sự tưởng tượng này đủ sống động để khiến họ biết ơn rằng mình vẫn còn được ở bên người đó. Ta thực hiện việc này tốt nhất bằng cách tưởng tượng thật sinh động những khả năng cụ thể, những biến cố khiến họ phải rời xa ta. Phương pháp thứ hai, dành thời gian ở bên người đó cùng với những người khác. Cách ta thể hiện bản thân sẽ tùy thuộc vào việc ta đang ở cạnh ai. Chẳng hạn, bạn có bao giờ để ý thấy mình cảm nhận và cư xử theo mỗi cách khác nhau khi ở bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc sếp hay không? Ta đều mang trong mình nhiều phiên bản khác nhau, nhưng việc chọn phiên bản nào không hoàn toàn do ta quyết định, mà phần lớn tùy thuộc vào những người có mặt bên ta lúc đó. Vì vậy, tôi cho rằng mỗi khi có sự hiện diện của những người mà ta cảm thấy ít gần gũi hơn, ta sẽ cư xử nhã nhặn và tử tế hơn với họ và với cả người mà ta yêu thương. Thêm vào đó, bạn sẽ có cơ hội quan sát và yêu quý một phiên bản khác của đối phương, vốn cũng đang được họ thể hiện trước sự có mặt của những người khác. Tóm lại, sự tương tác giữa các bạn sẽ thay đổi khi có sự hiện diện của người khác, nhìn chung là theo chiều hướng tích cực hơn. Thứ ba, tạm thời không gặp mặt nhau một thời gian nếu cảm thấy cần thiết. Hãy chỉ áp dụng cách này nếu bạn muốn làm mới cái nhìn của mình. Bạn sẽ bước một mình ra thế giới bên ngoài để những trải nghiệm và những con người mới làm bộc lộ một phiên bản vị tha hơn trong bạn. Phiên bản này có cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống hiện tại, dễ tìm ra cách trân trọng những ưu điểm của người kia hơn và có được cái nhìn cân bằng hơn về những điểm hạn chế của họ. Chúng ta không nên đối xử với người lạ tốt hơn với những người mà mình yêu thương. Nhưng thực tế thì ta lại thường làm như vậy. Những gợi ý của tôi trên đây chỉ là một số phương pháp giúp cải thiện sức chịu đựng của bạn trước những hạn chế của đối phương và để bạn không phải cảm thấy hối tiếc về cách mình đã đối xử với họ. Với tôi, chẳng có gì tệ hại hơn là đến cuối đời ta chợt nhận ra mình đã đối xử tệ đến thế nào với những người vốn xứng đáng được ta trân quý nhất.